Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF và mình là Long. Thì trong video này, mình sẽ tổng hợp lại những cái kèo mà hiện tại các bạn có thể cày để kiếm được tiền và cũng như những cái dự án mà dạo gần đây group DF có nhúng chân vào và có lợi nhuận từ đó. Đầu tiên thì không thể không nhắc tới kèo Elomia tại DF. Kèo này thì mình được kết nối từ bên Web3 GG. Đó là một cái game guild các bạn ha. Và họ cho mình một cơ hội mua NFT với giá rẻ hơn. Đại loại là cái giá công khai của nó sẽ là 50 đô. Nhưng ở thời điểm đó thì những cái bạn trong DF và cũng như là mình thì mua được với giá là 40 đô. Và thời điểm gần nhất thì nó đã x10. Và đỉnh điểm của nó là cái NFT này đã x16 lần so với cái giá tiền mua ban đầu. Thì đây là một trong những cái mà mình rất là thấy ổn luôn các bạn. Nhưng mà Long thì Long chốt rất là non ha. Nhưng mà trong group DF á thì có rất là nhiều bạn hiện tại vẫn còn giữ và đang cày game này. Ok, thì đó là một trong những cái điều cũng như một cái tín hiệu rất là tốt. Và nói chung là khi mà các bạn kiếm được tiền thì đây là một trong những cái niềm vui và cũng như là cách mà mình đang hướng tới với cộng đồng của mình nha. Đến với kèo thứ hai thì với kèo này gần như là ai cũng biết rồi, đó là cái tựa game Pixel. Đây là một cái kèo mà mình nghĩ là mình sẽ gắn bó lâu dài với nhiều nhận định khá là tích cực của bản thân mình về cái dự án này, từ cái token của nó, từ cách nó làm việc và từ cách nó xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Nói chung là mình không có cái điểm nào chê các bạn, và cũng như là mình có thể thích nghi được với cái tựa game này. Mình cảm thấy là mình thích nghi tốt với nó, nên là việc mà mình sẽ duy trì nó và cũng như là kéo dài khoảng thời gian chơi cái tựa game này rất là cao. Và đó cũng là lý do mà mình cũng có mua cho mình một cái land ở thời điểm gần đây. Và trong vài ngày tới thì tại land 1107 sẽ có các cái sự kiện nho nhỏ để mọi người kiếm thêm quà nữa nha. Và các bạn nhớ là tham gia vào Telegram của DF để cập nhật sớm nhất những cái tin tức như thế này nha. Và tiếp theo là một kèo đến từ nhà XBLA. Thì đây là một trong những cái hãng mà làm mình khá là thất vọng trong khoảng thời gian trước đây, vì những cái kèo game cơ chế kiếm tiền của nó rất là phèn các bạn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, may mắn là kiểu mình cũng có anh em trong group share lại cái kèo The Walking Dead All Star này. Đây là một cái kèo game có mặt trong group Telegram và chưa hề có quá nhiều video hướng dẫn trên kênh YouTube của DF. Mình chỉ làm những cái video short thôi. Và các bạn vào game, các bạn vào Telegram của DF để các bạn tìm hiểu và các bạn chơi trong đó. Và về cơ bản á, thì Long ở thời điểm trước chưa có cách tối ưu và cũng như là chưa thể nào mà có cái cơ sở hay là có cái kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm để mà chia sẻ cho các bạn được. Tại vì cái đó mình không có, và cũng như mình không thể nào mà chỉ cho các bạn cách kiếm tiền đơn giản hay là cách kiếm tiền như thế nào đó. Đại loại là mình không có kiến thức á. Và ở thời điểm hiện tại thì mình đủ tự tin và mình chia sẻ cho các bạn. Và cái video về cái tựa game này cũng như hướng dẫn cách chơi ban đầu như thế nào, nạp tiền như thế nào và kiếm như thế nào, cơ chế ra làm sao, cách làm sao để tối ưu và cũng như là chơi làm sao cho nhanh, thì thứ bảy này sẽ có một cái video như vậy được up trên kênh của DF nha. Rồi, và kèo này là một cái kèo ít vốn, dễ tiếp cận và đặc biệt là mình nghĩ nó sẽ dành cho những bạn mới, bởi vì đương nhiên ít vốn thì khả năng kiếm tiền của nó cũng không phải là quá đặc biệt các bạn, nhưng so với cái số vốn bỏ ra và khả năng kiếm được tiền thì mình đánh giá rất là cao về con The Walking Dead All Star này nha. Thì cái dự án này của XBLA làm cho mình thấy khá là có niềm tin về cái hãng phát triển này các bạn. Nhưng mà thật sự thì mình vẫn mong chờ rằng cái dự án này phải có một cái con gì đó chủ chốt, giống như Wimit nó có một con M4 vậy đó, thì thằng XBLA này nó cũng cần phải có một cái dự án khủng khiếp như vậy á. Thì Long nghĩ là Long sẽ cập nhật thêm, và nếu nó có những cái dự án hay ho hơn thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn nha. Rồi, và đến với lại cái dự án cuối cùng cũng là tiêu điểm của video này, đó là con game Aberrant. Thì như trong các video trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cách kiếm tiền của nó, hoặc là kể như các buổi stream mình cũng nói về cái vụ này rồi. Song song với đó thì trong group Telegram của DF GameFi mình cũng có đề cập cho các bạn về cách kiếm tiền cũng như là cách chơi cho tối ưu rồi. Và video này mình sẽ tổng hợp lại và cũng như là đề cập thêm các cách kiếm tiền mới dành cho mọi người như sau. Đầu tiên, ngoài cách mà các bạn cày nhiều acc và tìm cho mình cái vật phẩm là dub halo để min NFT, thì bây giờ tại DF GameFi các bạn có thể tham gia vào các sự kiện giveaway hoặc là đua top đơn giản để nhận được cho mình các phần thưởng khác nhau nữa. Ví dụ, đợt vừa rồi có một cái sự kiện đua top về tốc độ vượt ải, và ai mà qua được cái vòng 2 nhanh nhất thì sẽ đạt được top. Và đây là một trong những cái sự kiện đầu tiên của DF mình tổ chức được, và đại khái thì nó cũng khá là ok các bạn. Và mình tìm ra được một bạn chơi còn khác hơn cả Long nữa, thì lúc đó mình mới phát hiện ra là wow, nói chung là đỉnh lắm các bạn. Ừ, và đại loại thì chính bạn đó cũng kiếm được cho mình tiền từ việc là cày dub halo và nhận được thêm tiền từ cái phần top của sự kiện tại DF nữa. Rồi, và đó là sự kiện gần đây nhất. Và hiện tại thì sau khi video này được lên và các bạn đang xem, thì lại tiếp tục có một kèo sự kiện nữa, đó là một cái cơ hội để các bạn có thể min được cho mình các con NFT. Và cái code này các bạn có thể dùng nó với cái giá trị tương đương với lại cái dub halo luôn, các bạn có thể min được cho mình thêm một con đệ nữa. Con đệ là con NFT các bạn nha. Và cái giá treo hiện tại thì mình nghĩ là các bạn treo tệ lắm thì cũng 15 đô thì các bạn đã treo và các bạn bán được rồi. Và đương nhiên các bạn có thể chờ ở thời điểm mà game nó ra mắt chính thức, thì ở thời điểm đó mình nghĩ là chợ sẽ sôi động hơn. Còn giai đoạn hiện tại, việc mua NFT cũng chưa thật sự là mang lại quá nhiều lợi nhuận cho người chơi. Chính vì vậy thì thanh khoản trên chợ vẫn không có quá nhiều. Nhưng mình có thể khẳng định với các bạn rằng đây là thứ khi mà game ra mắt chính thức các bạn chắc chắn sẽ bán được. Và thậm chí 15 đô mình nghĩ là một cái giá rất là rẻ nha. Nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn cần phải
phải mint cho mình những cái con NFT chất lượng một xíu, thay vì là những con của bắp như trên chợ như thế này. Đại loại chất lượng thì nó sẽ cần có cái điểm tiềm năng là cái chỉ số EV trên đầu của nó cao, khoảng từ 80 trở lên, và cố gắng là từ 85 trở lên thì càng tốt. Càng cao thì các bạn sẽ càng có thể bán được với giá cao hơn. Và điều đặc biệt là từ đây cho đến hết season 2 của con game Apparent này sẽ có 3 đến 4 sự kiện nữa tại DF, tùy vào cái quỹ thời gian của Long. Nên nếu bạn có thời gian rảnh và muốn kiếm tiền thì hãy tham gia cùng DF để cùng kiếm tiền nha. Nhìn chung thì mình thấy cái biên độ kiếm tiền từ cái dự án Apparent này khá là ok với thời gian bỏ ra. Và để mà kiếm được dub Halo thì các bạn có thể đánh từ vòng 1 đến vòng 2 tại các round quái sẽ có cơ hội rớt cho mình cái vật phẩm này. Và nếu nó không rớt thì các bạn sẽ chọn reset lại và lại tiếp tục một cái vòng lặp cho đến khi nó rớt cái vật phẩm mini NFT này thì thôi. Và nói về cách chơi thì các bạn có thể xem xét điều này tại cái chuỗi video Apparent của DF, và đặc biệt là các buổi stream của mình. Mình có hướng dẫn cách chơi siêu nhanh cho người mới bắt đầu. Việc mà các bạn mới có thể cạnh tranh được với người khác hay không nó sẽ phụ thuộc vào việc mà các bạn có xem video của mình hay không mà thôi. Chơi game thì mình thấy nó cực kỳ dễ luôn, chỉ cần các bạn xem video của mình thôi các bạn sẽ biết cách chơi và thậm chí là có thể leo được top trong cái season 2 này luôn. Ok, và uy tín luôn nha. Thì trong nhóm của mình có một bạn khá là hướng ngoại, và bạn này chơi theo cách của Long, và bạn này chia sẻ là cách của Long cho bạn bè của bạn đó. Song song với đó thì bạn đó cũng chia sẻ là cách của bạn đó trên cộng đồng DF nữa, về việc mà bạn đó kiếm được tiền thông qua cái dự án Apparent này thông qua cái cách mà Long nói và cũng như là cách mà Long chơi như thế nào. Long chỉ cách chơi thì bạn nói chơi giống như Long, bạn nói như vậy ha. Và cũng như bạn nói cho ra được một cái công thức về thời gian chơi và cái tỷ lệ rớt của cái vật phẩm mini NFT này nữa. Thì có nít bạn nói chơi 25 phút nó đã rớt rồi, và có nít thì phải chơi tầm 3-4 tiếng. Nói chung trung bình mình trừ hao lại thì khoảng 5-6 tiếng thì các bạn đã có thể kiếm được cho mình tầm 2 cái vật phẩm mini NFT đó. Nói chung thì Long, người đối với Long thì Long nghĩ là 6 tiếng ha. Long tính là 6 tiếng thì cho nó tròn các bạn. Và cũng không ai bắt các bạn là chơi liên tục cả. Các bạn có thể chơi ngắt quãng, miễn là trong cái phạm vi từ vòng 1 tới vòng 2 các bạn chơi, các bạn quýnh quái nó sẽ có tỷ lệ rớt. Và như Long thì khá là xui, các bạn Long chơi khá là nhiều tiếng á thì nói chung là nó cũng bù lại thôi, chỉ là chưa tới lúc mà mình quýnh 25 phút nó rớt các bạn. Ok, và đó là về kinh nghiệm của cái người đã có kinh nghiệm kiếm được từ cái dự án Apparent này, họ chia sẻ lại. Và các bạn lưu ý về cái sự kiện của game Apparent tại DF, từ đây đến hết mùa giải thì sẽ còn, nhưng cái việc mà các bạn chơi game, các bạn tìm cho mình cái vật phẩm dub Halo á trong game sẽ bị giới hạn mọi người nha. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại thì cái bull dub Halo vẫn còn, nên nếu các bạn vẫn muốn kiếm tiền thì tranh thủ ở thời điểm này săn lùng nó và min cho mình những con NFT có thể bán thành tiền được. Bởi vì là cái này nó có một cái số lượng giới hạn á các bạn, và nó chỉ đang refill hàng ngày cho tới khi không còn trong cái phần bull thưởng nữa. Có nghĩa là tổng giải thưởng là sẽ có một cục, đúng không, mình gọi là cái bull thưởng á. Thì nếu như cái bull đó, cái tổng giải thưởng đó không còn vật phẩm mà họ chi ra để họ cho các bạn chơi cái sự kiện nữa thì những người vào sau sẽ không còn khả năng đi vòng 1 tới vòng 2 và rớt cái này ra nữa. Thì cái này các bạn cũng lưu ý nha, và cố gắng là nếu như có thời gian thì mình tranh thủ ở giai đoạn này là ok nhất. Và tổng kết thì cũng chỉ có như vậy thôi. Các thông tin chi tiết thì Long sẽ để dưới phần comment của video này. Và nếu có nhiều thắc mắc về tựa game, kiếm tiền hay các sự kiện Apparent thì mong mọi người có thể vào Telegram của DF và tag tên Long để biết thêm nha. Tại Long hay ở Telegram nhiều chuyện đó các bạn, nên là kiểu mình cũng quên check comment ở YouTube á. Rồi, và mình là Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Hẹn các bạn trong những video kế tiếp của DF.